Dạ vâng, em Quốc xin chào toàn thể quý anh chị và bà con chăn nuôi. Đó, hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023 bà con. Đó, thì hôm nay em có bắt được của ông chú này, ông bán nói chung là ông dọn chuồng nha bà con. Đó, ông bán cho em hết là 5 bộ mẹ con với lại là một con bò cái. Đó, thì em cũng bắt hết rồi. Đó, bò đang đứng xe đây. Giờ em tranh thủ em về cho cũng tối rồi bà con. Thì giờ em làm video lúc chuồng nhà chú sơ sơ thôi, cho tại vì là bò này ai bắt nguyên hết cái bài bò này của chú ấy, về nuôi ấy, thì liên hệ với em đó. Chứ còn báo giá thì mai em quay từng bộ mẹ con em quay em báo giá sao cho bà con xem. Đó, đa số là nghe cái bà B với lại nghe độc bà B không nhiều, còn chứ không có nghe gì khác hết đó, đa số là nghe bà B đó. Chứ còn thôi bắt đầu vào nội dung chính của em đi. Đó, thì nói chung là em dọn chuồng của ông chú này nha bà con. Em chắc được nửa xe rồi, mà bốn bò ui mệt đó. Ui, nghĩ bừa đi quốc này con. Chào con, anh Quốc đây chú ơi. Dạ, anh Quốc nó nhỏ cho nó. Dạ. Dạ. Quốc đây này, Quốc nhỏ nhất này. Đi cái con to cái này. Ừ. Con này. Này. Ừ. Quốc cho nó đứng sau với ông kia. Ờ. Vậy con này chắc không? Con này chắc mà. Rồi, thôi đi. Rồi, né chú chắc không? Đi con. Nè. Chút gút. Gút ơi là gút. Đi. Đi con. Đi. Vô. Từ từ, em nào cũng có đó. Em nào cũng phải lên gì đó. Nè, từ từ bạn. Nè. Rồi, con. Vô. Vô. Xin mình cái màn này đâu vô. Hả? Xin mình cho màn này. Là con này chữa đâu chứ không? Đứng, con hai con đứng chỗ chữa đâu vậy? Ui dồi, con. Anh Quốc đã chữa lâu rồi hay? Ừ. Quốc chữa mấy tháng? 2 tháng. Mà là chữa 3 tháng hay? Con này con thịt. Anh Quốc. Nó lôi đầu luôn hả chú? Đi. 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 Rồi. Lôi được. Đi. Đi con, theo mẹ luôn con, đi. Đi. Đi không? Rồi con đi xem đi. Đi. Đi, ra được. Lên. Con này chào bú ký. Mẹ nó trong kia rồi, đi em bú rồi này. Ồ, anh Quýt nem vú hay không? Nem vú. Trước xe mấy ngày vô? 10 ngày vậy. Hôm nay được bao nhiêu ngày rồi vô? 20 ngày vậy. Anh đi bù ký. Rồi, lúc xe bà con. Rồi, đứng rồi, tụi đứng quẹo lưng quẹo cổ luôn. Nhiều quá. 2 4 6 mẹ. 1 2 3 4 5. Năm con mấy nhau? Là năm bộ mẹ con, với lại là một con bò cái thịt. Đấy, bà bơ không? Ô. 1 2 3 4 mẹ đỏ. Một mẹ già. Đấy. À, hai bộ anh Quốc, ba bộ lai. Đó, là năm bộ mẹ con hết, với lại là một con bò cái thịt. Lúc xe. Dạ. Hai ba cụ. Dạ dạ. Rồi, đó, thì ai có bác nguyên lầm á thì cứ liên hệ với số điện thoại của em. Đó. Rồi còn có muốn mua lẻ thì mai em quay báo giá từng con luôn cho bà con xem. Đó, bò chú thì bò chú lựa thông đêm một hết này mà con. Mắc sữa mày. Đó. Rồi, nói chung là
chúc bà con một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hẹn bà con trong những video tiếp theo. Bye bà con.